Thưa quý vị và các bạn, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, thời gian qua Đảng bộ thành phố Châu Đốc đã đề ra nhiều nội dung, giải pháp trọng tâm với mục tiêu xây dựng đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiên phong, đổi mới và phát triển. Trong đó, thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đặc biệt, tập trung xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của thành phố về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững. Có thể nói, tinh thần đổi mới quyết liệt trong xây dựng chỉnh đốn đảng của Ban Thường vụ Thành ủy đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị. Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, trên địa bàn thành phố, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị được các cấp ủy đặc biệt chú trọng, mang lại nhiều kết quả khả quan. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc đã tập trung lãnh chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị năm 2022, thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu kinh tế xã hội. Thường trực Thành ủy Châu Đốc thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Ban chỉ đạo 35 thành phố tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tổ chức đối thoại giữa đảng, chính quyền với nhân dân, kết hợp tiếp xúc cử tri ba cấp trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Các cái sự kiện mà được tỉnh và các tỉnh bạn đánh giá cao và khen ngợi, tổ chức thành công cái lễ hội Ngày hội mắm Nam Bộ. Kẻ thứ hai là cái lễ hội quốc gia lần thứ 22 với bà chủ xứ núi Sam, trong cái điều kiện chúng ta phục hồi sau đại dịch. Kẻ thứ ba là diễn tập khu vực phòng thủ của thành phố và hai phường núi Sam, Vĩnh Mỹ đạt kết quả cao và được quân khu đánh giá cao. Cái điểm nổi bật thứ ba là các cái dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn tăng và là những dự án lớn. Cái điểm thứ tư là các cái dự án đầu tư công mang tính chất đòn bẩy đã được triển khai và sắp sửa triển khai, như là cầu Châu Đốc đã khởi công, cao tốc Châu Đốc Sóc Trăng chuẩn bị đầu tư để chỉnh trang phát triển đô thị, tạo một cái không gian đô thị theo cái hướng đô thị du lịch thông minh. Cái thứ sáu là phòng chống dịch có hiệu quả. Kết quả đạt được đó là nhờ công tác xây dựng đảng, vận động quần chúng. Toàn hệ thống chính trị thành phố cũng xác định rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận, thường xuyên đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Nhờ vậy, phong trào thi đua yêu nước, thi đua dân vận khéo được xây dựng hiệu quả, nhiều mô hình điển hình ra đời, góp phần lan tỏa tới cộng đồng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên, tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên được quan tâm thực hiện tốt, các tổ chức cơ sở đảng được củng cố. Trong năm, kết nạp 53 đảng viên mới, chuyển 46 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, đồng thời tiến hành kiểm tra 8 trên 8 tổ chức đảng và 27 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Để công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đi vào thực chất, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thì yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đảng, kiện toàn cấp ủy cơ sở đảng, ủy ban kiểm tra, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, xây dựng văn hóa trong đảng, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi đề nghị các đồng chí bí thư ở các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy, các đồng chí về ra soát ngay
cái quy chế làm việc của cấp ủy, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với các quy định của điều lệ đảng, các cái hướng dẫn, rồi thực hiện nghiêm cái việc sinh hoạt chi bộ. Thứ hai, kiện toàn ngay các cái tổ chức đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra còn thiếu nhân sự, cho nên phải tăng cường là nắm đảng viên, nắm trong cái mối quan hệ làm việc, quan hệ xã hội, và thường xuyên nhắc nhở kiểm tra, đặc biệt chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thứ tư là các đồng chí trong chi ủy, đảng ủy, đặc biệt là người đứng đầu phải thực hiện tốt cái trách nhiệm nêu gương. Cùng với quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thì đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị cần nêu cao quyết tâm, tập trung trí tuệ, nắm bắt thời cơ để bứt phá, phấn đấu thực hiện đồng bộ, hiệu quả, mạnh mẽ hơn nữa nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định về an ninh quốc phòng.